Sự bùng nổ của làn sóng du học thạc sĩ tại Trung Quốc. Sự bùng nổ của làn sóng du học thạc sĩ tại Trung Quốc. Jenny Chan, 22 tuổi, đã đạt điểm 7.0 IELTS vào tháng 2 năm nay sau khi đã dành hơn 10.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1.400 đô la Mỹ, để tham gia kỳ thi này tới 6 lần. Sau khi tốt nghiệp ngành khoa học sinh học tại một trường đại học ở tỉnh Phúc Kiến vào tháng 6, Chan đã quyết định chọn theo học ngành tin sinh học tại Đại học Georgetown, Washington, Mỹ. Chan là một trong những sinh viên tham gia làn sóng du học thạc sĩ ngày càng bùng nổ. Số liệu từ Bộ Giáo dục Trung Quốc cho thấy kể từ năm 1978 đến cuối năm 2021, khoảng 8 triệu sinh viên Trung Quốc đã ra nước ngoài du học. Năm 2022, số lượng sinh viên đăng ký du học đã tăng 23,4% so với năm 2021. Trong đó, phần lớn hơn 81,2% nhằm theo đuổi bằng thạc sĩ, theo báo cáo của cơ quan du học EIC Education, Trung Quốc. Tình trạng này cũng phản ánh vào sự giảm tỷ lệ tăng trưởng của số lượng thí sinh đăng ký kỳ thi sau đại học trong nước, từ 21% năm trước xuống còn 3,7% trong năm nay. Nguyên nhân chính cho sự bùng nổ này là do nhiều sinh viên cảm thấy không hài lòng với hệ thống giáo dục và các kỳ thi trong nước. Jenny Chan chia sẻ, tôi muốn mở rộng tầm nhìn, trải nghiệm những cách suy nghĩ và lối sống khác biệt ở nước ngoài. Theo Bly Lu, một sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành tiếng Anh, hệ thống du học sau đại học ở nước ngoài linh hoạt hơn, cơ hội thành công cao và không yêu cầu kỳ thi đầu vào, khác với hệ thống trong nước. Lợi ích và thách thức của du học thạc sĩ tại nước ngoài. Lợi ích và thách thức của du học thạc sĩ tại nước ngoài, một lý do quan trọng khác liên quan tới nội dung chương trình giảng dạy. Brenda Su, người dự định học thạc sĩ tại Mỹ vào năm sau, đã nhận thấy rằng nhiều nội dung không được dạy tại các trường trong nước nếu chúng không nằm trong nội dung thi. Tuy nhiên, ở nước ngoài, việc thảo luận trong lớp học và tham gia các buổi đọc sách sau giờ học đã trở nên phổ biến. Sinh viên được khuyến khích trao đổi và học hỏi từ nhiều quan điểm khác nhau. Với nhiều người, học thạc sĩ ở nước ngoài đáp ứng tiêu chuẩn việc làm ngày càng cao. Bằng cấp đang mất đi giá trị và sự suy thoái kinh tế khiến cho việc tìm kiếm một công việc lý tưởng trở nên khó khăn đối với những người trẻ. Theo báo cáo của Chaopeng, một nền tảng tuyển dụng hàng đầu tại Trung Quốc, 1/3 số người du học đã nói rằng lý do họ quyết định du học là do cạnh tranh khốc liệt trong việc làm tại quê hương. Hầu hết sinh viên tốt nghiệp đại học tại Trung Quốc đều chọn theo học thạc sĩ. Lai Lu, một sinh viên năm thứ 3, có kế hoạch học thạc sĩ tại nước ngoài và sau đó làm việc tại quê nhà, với hy vọng tăng cơ hội trong việc tìm việc làm. Mỹ và ngành khoa học máy tính vẫn là điểm đến phổ biến nhất đối với sinh viên Trung Quốc. Tuy nhiên, chất lượng chương trình giáo dục sau đại học tại Trung Quốc vẫn chưa thể sánh ngang với các trường đại học ở Mỹ. Tuy vậy, triển vọng thị trường việc làm ở nước ngoài có thể không một màu như dự đoán. Ở Mỹ, các công ty công nghệ đã đối mặt với làn sóng sa thải sau giai đoạn đại dịch COVID-19. Đồng thời, học phí và lệ phí tại các trường đại học tư thục đã tăng đến 134% trong vòng 20 năm. Theo Chen Chien-wei, một nhà nghiên cứu tại Đại học Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, để khuyến khích sinh viên tiếp tục học sau đại học tại Trung Quốc, cần phải cải thiện chất lượng chương trình giáo dục và tạo ra cơ hội việc làm hấp dẫn.